Sáng nay trời mát vậy lắm, khoảng chừng 60 mấy độ, 67, 68 độ, gió hiu hiu mát, trời lên rồi, trời hướng bên kia kìa, đó là hướng hướng đông. Mấy cái nhà ở dưới thành phố Anaheim, quận Cam này á, bây giờ nó lên giá dữ lắm, cũng gần 800 ngàn một căn rồi đó, một căn nhà rất là bình thường giống vậy thôi. Nhà bây giờ mắc, người ta thì đông nhưng mà không có đủ nhà bán cho ai hết á. Bên đó cũng là cây chanh ngọt đó nè, chanh đó ăn ngọt lắm, nó không có chua đó. Những căn nhà giống như bình thường bên đó đó 800 hết rồi hả, mặc dù nó nằm ở trên mặt đường này á, nó mất giá khoảng chừng 10-15 ngàn thôi so với những căn nhà mà nằm trong đường hẻm, nhưng mà nó vẫn không có đủ nhà để bán cho người ta. Đây có cái cây này ra bông đẹp nè, màu đỏ nè, nó đang ra bông. Còn ở bên tay trái kia là cây cây đào á, đang ra trái nè. Cái nhà này nó có cái cây này giống như bên Việt Nam nè, cây cây mực tím nè, nó ra cái bông này giống giống như trang bên Việt Nam nè. Đó, người ta trồng mấy bụi trong đó luôn, nhà mễ nè. Ở đằng đó là có cái tượng Đức Mẹ Guadalupe của người mễ đó. Đó, tượng Đức Mẹ ở trong đó đó. Vô tới đây thôi, không vô nữa. Giống như Việt Nam mình á, thì có Đức Mẹ La Vang á, thì người Mễ người ta cũng có Đức Mẹ Guadalupe. Ngày xưa hiện ra ở cái thành phố tên là Guadalupe, cho nên người ta đặt tên là giống vậy luôn, giống như Đức Mẹ La Vang ở Việt Nam mình á. Phía trước đây là có chiếc xe nó đi lượm sắt vụn dây chai nè, của người Mễ nè. Đó, chiếc xe đó đó, nó đi mấy đường hẻm á, để coi người nào bỏ tivi, tủ lạnh hay là cái gì có liên quan tới sắt thì người ta sẽ lấy về, người ta đem bán về chai. Nguyên một cái xe đó, mỗi lần, nguyên một ngày là người ta có khoảng chiếc xe đó đem vô mấy chỗ dây chai á, nó cân ký, nó bán sắt vụn. Nhà bên đây người ta trồng cái cây này là cây mãng cầu nè, mãng cầu kiểu kiểu Mễ á, nó bự nhưng mà nó không có cao lắm, nó chỉ tới đó thôi à. Còn đây là cây chanh, đây là cây ăn trái nè, kia có cây chanh nè, đây có cái bông hồng đẹp nè, bông hồng đẹp, còn trong kia là cây chanh. Cái nhà này nó có cây nhãn nè, đang ra trái nhiều. Đó là chiếc xe U-Haul á, xe để mình mướn mình dọn nhà đó. Ở bên Mỹ này mỗi khi mình dọn nhà mình phải tự làm hết, mình không có nhờ ai hết đó. Mình ra ngoài cái tiệm nó tên là U-Haul á, nó cho mướn cái xe đó, mình trả tiền ngày hoặc tiền giờ đó, mình mướn xong rồi mình trả xe lại cho người ta, mình phải tự lái xe luôn. Có nhiều chỗ nó tính ngày hoặc nó tính giờ, thì nó tính theo cái mai á, cái cây số mình lái á, cộng thêm cái tiền là ví dụ 20 đồng một ngày hoặc 30 đồng ngày, cộng thêm cây số lái, một cây số khoảng 25 cent nữa ví dụ vậy đó. Nhà bên đây nó có cây ăn trái nhiều nè. Cây này là cây chùm ruột nè, cây ông này là người Lào đó. Cây chùm ruột nó đang ra trái nè, chùm ruột Việt Nam mình đó. Trái nhiều không?
chừng khoảng chắc 1-2 tháng nữa là nó lớn rồi đó. Đây là cái trái chùm ruột. Nguyên một cây bự luôn, cao ấy sợ. Cao tuốt trên nó luôn, trái không à. Bên cạnh là cây đu đủ. Nó chùm ruột quá trời luôn à. Còn đây là trái chanh. Trái chanh nè, nó cũng đang ra trái mà nó chưa có chín. Phía trước mặt mình á, là có cái cây phượng tím nó ra đẹp lắm. Giờ đi lại coi ha. Không, ở bên đây người ta xe người ta để xe mô tô nè, người ta để ngoài sân thôi, người ta đâu có khóa lại. Để đó thôi. Không có ai chôm xe của mình. Nó cái cây phượng tím này nè, nó cao tuốt cho nó luôn. Nó ra cái màu cũng tươi á. Nó rụng à, đầy sân luôn. Nó phượng tím cái cây này nè, gọi là jacaranda, nó đang rụng xuống á. Mấy chiếc xe này không? Nó rụng trên xe mà mình không có chùi rửa là nó dính dính chắc vậy lắm, nó giống như có keo trong đó, chất đường á. Cái này là người ta có kệ người ta cho nè. Người nào cần thì tới lấy. Thường người ta bỏ là người ta để ngoài sân vậy á. Phượng tím nè. Xóm này cũng yên tĩnh lắm, có mấy con chó đi ngang nó sủa với lại chim nó hót thôi. Nhà này nhà Việt Nam nè đó. Một căn nhà rất là bình thường và toàn là 800 ngàn không à. Xe Honda nè, xe Mazda, nhà Việt Nam không à. Việt Nam mình ở trong khu này cũng nhiều lắm. Cái nhà ở bên đó nó cũng có cây phượng tím nhưng mà nó không có nhìn tươi tốt giống như cái cây hồi nãy. Cái này sơ sát quá, chắc có lẽ là cái giống khác. Ở bên đó có cái ông mễ, ông đang cắt cỏ đó. Sáng sớm tới ông cắt cỏ nè, đây là cái xe là đồ đầu nghề của ông nè. Ở đây người ta đi thầu cắt cỏ cũng có tiền lắm nha. Một tháng cắt 2 lần, mỗi lần vậy 20 đồng. Còn nếu muốn tỉa bông hoa thì thêm tiền nữa, thêm khoảng 20 nữa. Nếu mà làm hết luôn là khoảng 50 rồi. Đây là cái xe đồ nghề của người ta nè, của người mễ đó. Nó có đủ dụng cụ, có luôn bình xăng xe cua nữa. Bình xăng để chạy máy cắt cỏ đó, cái này là máy thổi nè. Làm hai cái miếng này để đẩy máy cắt cỏ lên xuống. Ông này cắt cỏ đó, vẫy tay chào ổng. Nhà này Việt Nam nè. Đây là cây thanh long với lại cây cây đào. Cây đào giống nhà mình đó. Nhà Việt Nam luôn á, trồng thanh long. Còn ở bên kia là cây phượng tím nè. Mà nó nhỏ thôi. Bây giờ nắng lên rồi. Giờ chắc cũng khoảng 70 độ rồi đó. 70 độ F nha. Người nào muốn biết là độ F qua độ C bao nhiêu thì mình vô trong cái phone của mình á, mình ra lệnh cho Siri á, nó nói nó chuyển cái độ F qua độ C cho mình, hoặc là mình lên mạng mình coi F to C là nó ra. Cái này cây thanh long nữa nè, cái nhà Việt Nam này người ta trồng cây ăn cái trái cũng nhiều á, cây cam, cây thanh long. Còn cái này là rau dền nè, rau dền Mỹ nè, nó mọc bự lắm, giờ nó đang ra bông á. Đó, rau dền á. Ở trong đó cũng có bụi rau dền với bụi bông hồng. Rau dền này nó già rồi. Mình nó non non mình ăn nó ngon hơn. Bụi thanh long nè. Trong kia là cây cây ổi. Cái này là cây lựu nè, trái lựu nó đang chín nè. Nó ra trái rồi nè, mai mốt nó chín nó sẽ trái nó sẽ màu đỏ. Trái lựu á. Trên đó kìa. Cái loại này nó cũng không có lớn lắm, nó vừa vừa thôi. Có nhiều cái trái lựu nó bự lắm.
Đó, trái lựu nè, thấy không? Nhà này trồng thanh long nhiều quá, quá trời luôn. Ở bên đó là cái vườn cây á. Thường thường mấy cái vườn cây người ta hay làm ở sát bên đường rây xe lửa, với lại cái chỗ cái cột đèn này nè, dây điện nó chạy á, chỗ đó đất trống thì người ta mướn nên người ta là bán vườn cây. Đây là cái vườn bông của bà xã nè. Sáng sớm bà ra bà thích ke rồi đó, bà dậy sớm lắm, 6 giờ sáng, 6 rưỡi gì đó bà ra rồi. Mới tưới cây xong, bông hồng là đẹp quá trời luôn. Này có cái bông hồng nhung nè. Bên kia bông hồng nhiều, bà thích trồng bông hồng. À, đẹp không? Này cây đu đủ ở trên đó nó đang ra mấy trái mới á. Còn nhà ông Mễ này thì trồng tùm lum hết trơn. Ông Mễ này quen. À, nhà ở hướng trước mặt ở bên đó là Disneyland đó. Đi khoảng 3 mai là tới Disneyland ở bên đó đó. Tối tối nó bắn pháo bông là mình đứng ở đây mình cũng thấy nữa. Mà dạo này nó bị Covid nó không có mở cửa cho nên nó không có bắn pháo bông luôn cả hơn năm nay rồi. Còn thường thường 9 giờ rưỡi tối là nó bắn hướng đó đó. Mình ở đây mình thấy nó ngay trước mặt luôn á. Nó bắn khoảng 10 phút mỗi ngày, ngày nào cũng bắn pháo bông đó 10 phút. Còn ngày lễ như ngày lễ July 4, lễ độc lập hay lễ Christmas, New Year đó thì nó bắn tới nửa tiếng đồng hồ luôn. Mình không cần đi đâu á, mình đứng ngay trước cửa nhà là mình cũng coi pháo bông được nữa. Đằng kia là cái ngã tư nào cũng có gắn mấy cái máy camera đó. Cho nên đừng có đi ăn trộm ăn cắp nha. Ở Mỹ này mình coi vậy chứ đừng có vô ăn cắp của nhà người ta. Khi mà xảy ra chuyện á là luật sư nó sẽ vô nó coi mấy cái camera đó đó. Mình mướn luật sư hoặc là cái biện lý của sở cảnh sát á, nó vô nó coi mấy cái hình ảnh camera nó quay á, tất cả ngã tư nào cũng đều có camera hết, không có chạy đâu hết nha. Ok, với lại người ta có súng ở trong nhà á, thì khi mình đang đứng sấy rớ ở bên ngoài này nè, mình đâu có thấy bên trong đâu, súng nó lên đạn sẵn ở đó, mình bước vô cái là nó bắn á. Có nhiều người nó bước vô nó bắn liền á, nó cũng cần hỏi mình, nó không đuổi mình đi đâu, nó bắn mình đó. Cho nên khi mình đi bộ mình chỉ đứng ở bên ngoài thôi, mình đi cái này là cái bên ngoài của mình đi thôi, mình đừng có xâm phạm vô nhà của người ta đó. Trên đó đó camera đầy hết trơn á, với lại nhà người ta cũng có gắn camera nữa. Thường thường mình quay phim á, mình hay quay nhà của mình cho nên mình không có ngại nha. Người nào muốn ăn cắp trộm thì cứ việc vô lấy, tại vì nhà mình đâu có gì đâu lấy, tiền cũng có để trong nhà nữa. Thường mấy người Việt Nam mới qua người ta hay cất tiền ở trong nhà đó. Ngày xưa mấy tụi cướp nó hay cướp mấy người Việt Nam mới qua, nó mới lãnh trợ cấp xã hội đó thì nó cướp. Còn mình ở đây thời gian rồi mình không có để tiền trong nhà. Bây giờ có vô nhà mình thì chỉ lấy được tivi, tủ lạnh, mấy cái ghế cũ hoặc là cắt mấy cái bông ở phía trước thôi chứ không có gì hết nha. Đó, người nào mà muốn thử đột nhập vô nhà mình thử coi vô được không? Tại mình cũng gắn camera nhiều lắm. Mình có giấu mấy cái camera dưới đất nữa. Mình gắn cái ông bên cạnh nữa, nhà hàng xóm bên cạnh nữa, hai cái luôn. Thì chỉ cần bạn tới nhà tôi, bạn leo vô tường một cái là 3 phút sau cảnh sát nó sẽ tới. Rồi camera nó thâu hình luôn, bảng số xe, người ngợm đầy đủ nha. Người nào vô nhà mình ăn cắp trộm nhớ hóa trang bịt mặt cho kỹ nha. Ok. Chắc chắn là sẽ bị bắt đó, không có chạy thoát đâu, nghe không? Đừng có chơi dại đó, ok. Không có tiền để lấy nữa. Rồi, đi bộ tới đây là chấm dứt.